chào anh chị à, trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị một cái nghi thức rất là quan trọng trong năm đó là nghi thức tạ táo trước hết là chúng ta cần phải nói về cái uh, câu chuyện À, của cái phần tạ táo cắt nhật này đã. Cái nghi thức tạ táo tức là trong nhà chúng ta thì quan niệm nhân gian nói rằng là có uh, táo quân mà khi mà anh chị uh, cuối năm uh, thì lên trầu trời để chúng ta báo cáo về những cái uh, phúc họa trong gia đình uh, cũng như là công đức trong gia đình trong cái năm 2000 trong cái năm mẫu tuất vừa qua. Thì uh, người ta sẽ nói là khi mà trong văn cúng anh chị hay thấy rằng cái câu là à, phụng tình đông trù tư mệnh táo sớ hay là táo phủ thần quân chẳng hạn thì đó chính là cái vị táo quân mà chúng ta cần phải làm lễ cảm tạ thì à, trong lễ cảm tạ thì bắt đầu là nó bắt đầu nảy sinh ra một vấn đề là thế này ở trong miền nam thì chúng ta còn có những cái bàn thờ mà anh chị à, thờ táo quân ở trong nhà ở dưới bếp như vậy là cái vấn đề đầu tiên là cái lễ táo đó chúng ta thực hiện ở đâu Ví dụ như ở khu vực phía Bắc, chẳng hạn là chúng ta không sử dụng cái bàn thờ giấy bếp, thì cái lễ tạ táo này thì chúng ta sẽ thực hiện ở trên cái phần bàn thờ của gia tiên hay bàn thờ thần linh. Thì cái vàng mã để mà sắm sửa cho cái lễ tạ táo này thì là thông thường là nó, nó là cái vàng mã riêng biệt hoàn toàn, chứ nó không phải là cái vàng mã mà 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 chúng ta có lấy trên nó là cái vàng mã riêng biệt, tức là mua bao nhiêu là chúng ta hóa bấy nhiêu. Cái, còn nếu như những cái gia đình mà trong thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn thì là chúng ta sẽ sử dụng cái uh, việc mà lập cái bàn thờ tạ táo ở đâu là chúng ta sẽ lập cái bàn thờ tạ táo này ở cái nơi mà chúng ta sẽ uh, để cái bàn thờ táo quân tức là thông thường là ở dưới bếp là chúng ta sẽ làm cái bàn thờ này ở dưới bếp Đấy là vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai nhiều anh chị hỏi tôi rằng là thế thì khi em làm lễ tạ táo thì em cúng cá thật hay là em cúng cá giấy À, bởi vì cá giấy thì hóa đi thì còn bay được Chứ cá thật thì bay kiểu gì à, Thì vấn đề là như thế này à, Cá thật hay cá giấy không quan trọng à, Mà quan trọng đó là Trong cái bộ táo quân của anh chị Là bản thân đã có táo giấy Đã đã có cái 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 cái, 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 cái uh, táo bằng giấy thiếc rồi Thì uh, bản thân là cái việc mà tạ táo ấy uh, Nó có một cái ý nghĩa Nó đặc biệt và quan trọng hơn rất là nhiều Là cá thật hay cá giấy Nguyên nhân là thế này à, Hàng hàng năm, hàng tháng, hàng ngày anh chị nấu ăn ở trong bếp và khi anh chị nấu ăn trong bếp nào chúng ta bắt khi chúng ta nấu ăn thì không thể nói rằng là chúng ta không sát sinh được anh chị sát sinh là con cá đang giữa anh đạch đập quét cái này con gà À, anh chị cắt tiết rồi anh chị à, băm chặt rồi từng con cá nhỏ, con ốc, con cua nhỏ thì về cơ bản nó rất là sinh linh. Đúng không ạ? Và chúng ta đã thực hiện cái việc đấy là chúng ta sát là chúng ta đã sát sinh. Cho nên là việc sát sinh là chúng ta thực hiện cái việc sát sinh này ở trong bếp. Cho nên là khi mà sát sinh như vậy để chúng ta chuẩn bị cái bữa ăn để đảm bảo được cái sức khỏe thì thực phẩm càng giàu dinh dưỡng, tức là càng nhiều protein thì thì sát sinh nó càng nhiều. Cho nên thành ra là à, Cái việc chính vì cái việc sát sinh này Kể cả chúng ta không thực hiện việc sát sinh đi Mà chúng ta ăn cái thịt động vật Mà chúng ta chế biến ở trong đó Để được cho nó ngon cái khẩu vị Để thực hiện cái cái Để, để, để thỏa mãn Cho cái 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 đam mê hay cái sở thích của chúng ta Thì cái việc này cũng đã là cái việc mà đã cho theo 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 đạo ra Thì cũng là cái việc mà gây ra cái nghiệp họa Nghiệp quả rồi Cho nên đến cuối năm là chúng ta thực hiện cái kỳ lễ tạ táo tức là chúng ta làm cái lễ để chúng ta sám hối lại những cái nghiệp quả đó cho nên là bờ đó mới phát sinh ra một cái hiện tượng một cái vấn đề là chúng ta bắt đầu là làm cái hành động là chúng ta cúng con cá bằng con cá thật sau đó chúng ta đem thả đi bản chất cái lễ đó là lễ phóng sinh cho nên thành ra là có thể là ba có thể là năm có thể là một đàn có thể là một cân cá anh chị thả để cũng được và trong tất cả những con vật mà phóng sinh thì uh, cá chép là cái việc mà phóng sinh mà đem lại công đức nó, nó nó tốt nhất cho nên là các thầy phong thủy hay các thầy cúng hay là các thầy nói chung là người ta kiêng ăn cá chép vì người ta không ăn nên con vật người ta phóng sinh đó và cũng là cái nghiệp lực cũng của con cá chép cũng rất là tốt cho nên là người ta mới thắp hương cá chép khi mà thắp hương cá chép thì người ta bắt đầu là người ta làm cái nghi thức là nghi thức phóng sinh cho cái con cá chép đó thì làm lễ tạ ơn là cả ơn táo Đương chủ tư mệnh táo vũ thần quân À, hôm nay năm nay là cái năm mới tới đến các cụ về trầu trời báo cáo Thì đánh tiếng đánh lời với các ngài Để mà trình báo công đức gia đình chúng tôi là gia đình phúc đức Chúng mong các ngài nhận xét hay là các ngài tấu trình Để cho gia đình chúng tôi là sang cái năm 2019 Mọi sự được bình an, an khang thịnh vượng ví dụ thế à, Và ngày hôm nay thì cũng tiến vì các ngài Thì có gia đình có thắp hương và có tiến uh, cá chép Và gia đình sau đây thì gia đình xin làm cái nghi thức phóng sinh Và khi chúng ta để mà uh, giảm bớt cái tội nghiệp thì trong đó thì chúng ta bắt đầu là sau khi chị làm lễ xong thì chị bắt đầu mang con cá đấy anh chị mang ra ngoài ao hồ đúng không ạ? Và khi mang ra ngoài ao hồ thì anh chị mang theo cho tôi một cây hương và anh chị sẽ châm hương lên, cầm cây hương đặt lên chán, đúng không ạ? Bắt đầu chúng ta khấn cái bài văn lễ phóng sinh. Trong tài liệu của anh chị thì tôi có để cái phần văn lễ phóng sinh này rồi, đúng không ạ? À, tôi đã để cái phần phóng sinh cái văn lễ phóng sinh trong cái tài liệu của anh chị rồi. Và anh chị sẽ sử dụng cái văn lễ phóng sinh này ví dụ như là hôm phụng thỉnh hồng quân lão tổ quảng đại Trư thiên rồi sau đó là phụng thỉnh tam thanh thánh tổ hoàng đạo pháp vương phụng thỉnh đức hoàng thiên hậu tổ chức yên thần và đúng không à, chúng sinh nay có bấy nhiêu lắng nghe những lời dạy rằng đúng không ạ à, các ngươi trước lòng trần tục nên đời này chìm đắm sông mê đúng không ạ? chẳng hạn đó là tối tam gây bao tội ác trầm luân rồi là do vì ghen ghét tham sân do vì lợi dưỡng hại người làm oai do vì gây oán trúc thù do vì hại vật hại sinh thỏa lòng rồi là nay thì nay cầu xin đạo tổ từ bi lại nhờ pháp đạo mở lòng xót thương chuyển lâm pháp bảo thoát vòng khổ đau đấy là cái cách mà chúng ta bắt đầu làm thực hiện cái nghi thức và sau đoạn cuối thì chúng ta có ba câu chú chuyển sinh đó là um samsara um samsara um samsara sau khi anh chị đọc ba câu chú này xong thì anh chị cắm cái que hương đó xuống cái bờ bờ sông tốt nhất thả cá là thả ở sông thả ao ba hôm này vớt lên là quá tội hay là nhiều ông còn thả bể cá nhà mình thì tôi bó tay cho nên thả ra ngoài sông thả ra ngoài sông xong xong bắt đầu là chúng ta sẽ thả cá xuống rồi chúng ta quay mặt là đi về và trong cái ngày hôm đó là 24 tiếng là chúng ta không đánh bóng qua khu vực đấy nữa cho nên anh chị có thể thả ở sông hồng sông nghệ ở hà nội này chẳng hạn anh chị thả ở và thành phố hồ chí minh thì thành phố của những dòng sông rồi cho nên chúng ta sông sài gòn rồi, rất là nhiều rất là dòng sông ở hà nội thì có một số khúc sông tô lịch thì không nên thả cá vì thả xong là chết luôn Đấy, cho nên thành ra là anh chị cũng lưu ý thì uh, chúng ta sẽ làm cái nghi thức là nghi thức phóng sinh để chúng ta uh, sau khi nghi thức phóng sinh đó xong thì chúng ta về nhà rồi chúng ta lại làm lễ tạ xá rồi chúng ta hóa cái vàng mã để tiễn ông táo lên trầu trời như vậy bản chất cái nghi thức để chúng ta thực hiện cái việc mà tạ táo thì nó là đấy là cái nghi, bản chất đó là cái việc mà tạ ơn cái táo phủ thần quân rồi sau đó là chúng ta xin phép các ngài lên tấu trình với đức trà trời uh, về cái công đức của gia đình nhà chúng ta ngoài ra cái quan trọng nhất đó là cái nghi thức phóng sinh để mà chúng ta thực hiện để giải bớt cái tội nghiệp do cái việc mà thực hiện sát sinh ở trong cái khu vực bếp đấu gia đình nhà chúng ta do vì cái do vì cái tham hưởng lạc tức là ăn uống no ngon miệng mà nên thành ra là chúng ta phải làm cái lễ tạ để giảm đi cái tội nghiệp cái công đức của việc phóng sinh này nó làm cho là cái tội nghiệp được hóa giải được đi rất nhiều à, nên thành ra là ta càng phải thực hiện cái vấn đề này. Cho nên là câu hỏi của anh chị là bằng cá giấy hay là bằng cá thật thì cũng được. Từ đó anh chị tự rút ra trả lời. Anh chị cùng cá giấy cũng được, mà cá thật cũng được. Tóm lại là anh chị tóm lại là cái nghi thức của chúng ta là phóng sinh. Anh chị có phóng sinh hay không phóng sinh, đúng không ạ? Cho nên mua con cá nó khỏe khỏe vào, đừng mà để cho cá nó chết ngắc ra thì nó lại trả đâu mới đâu cả. Thì cái việc này là cái việc mà chúng ta nên làm. Đó là nghi thức gọi là tạo táo. Như vậy là chúng ta đã thực hiện một cái kỳ lạ, một cái một cái tạo thứ tư nữa đó là tạo táo cát nhật và năm nay cái tạo táo cát nhật chúng ta có thể thực hiện vào cái ngày trong cái ngày cuối năm đó là ngày 22 tháng chạp là ngày giáp tý hoặc là ngày 23 tháng chạp là ngày ất sửu nên ngày giáp tý chúng ta chọn vào giờ tỵ hoặc giờ thân còn ngày ất sửu chúng ta sẽ chọn vào giờ giờ tỵ hoặc là giờ mùi thì chúng ta có thể thực hiện cái việc tạo táo này cảm ơn anh chị đã uh, lắng nghe khoa học cảm ơn